Trưa ngày 10 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh mới dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại ký túc xá của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ, lửa bùng lên từ căn phòng rộng khoảng 20m² ở ký túc xá 8 tầng của sinh viên Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt khiến gần 60 sinh viên đang ở 71 căn phòng hoảng loạn ôm laptop ba lô chạy xuống dưới. Em ở khu vực tầng 7, khói đen lùa vào theo cửa sổ gây ngạt nên em ôm đồ chạy theo lối thang bộ để xuống đất. Các bạn khác cũng hốt hoảng chạy theo. Sinh viên Nguyễn Thành Nhân miêu tả, hiện vụ việc đang được điều tra. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.